Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 20 tháng 9 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta hãy bước vào chi tiết bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển Indonesia thăng tiến ngoạn mục, áp sát Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Hai thất bại trước Nga và Thái Lan ở loạt trận giao hữu trong tháng 9 khiến đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đúng như dự đoán, đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,64 điểm sau hai trận thua. Kết quả khiến tuyển Việt Nam tụt một bậc, xuống vị trí thứ 116 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9 với số điểm là 1.161,38 điểm. Tuyển Việt Nam có kết quả không tốt trong giai đoạn cuối cùng dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuzier. Hồi đầu năm 2024, tuyển Việt Nam đứng hạng 94 FIFA. Tuy nhiên, những thất bại sau đó tại Asian Cup 2023 và vòng loại thứ hai World Cup 2026 cũng như các trận giao hữu khiến vị trí trên bảng xếp hạng FIFA rơi tự do. Thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA khá quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng hạt giống của các đội tuyển quốc gia ở các giải châu lục. Cần nhớ rằng, nhờ duy trì được vị trí trong top 16 châu Á dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo mà đội tuyển Việt Nam thường nhận được những tấm vé thuận lợi, tạo tiền đề để làm nên kỳ tích ở các giải đấu như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Indonesia đều có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới. Cụ thể, Thái Lan đã trở lại top 100 sau khi tăng một bậc, thứ hạng cũ là 101, còn Indonesia tăng 4 bậc, từ hạng 133 lên hạng 129 thế giới. Với đà thăng tiến như vậy, đội bóng xứ vạn đảo hoàn toàn có thể vượt mặt Việt Nam trong tương lai gần. Thậm chí, điều này có thể xảy ra ngay trong tháng 10, nếu đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong thắng cả Bahrain và Trung Quốc ở vòng loại World Cup, còn đội tuyển Việt Nam thua cả hai trận giao hữu. Ở các vị trí top đầu thế giới, ba vị trí dẫn đầu lần lượt là Argentina, Pháp và Tây Ban Nha. Ba đội hàng đầu châu Á vẫn là Nhật Bản, Iran và Hàn Quốc. Đội tuyển U20 Việt Nam nhận thất bại trước thềm vòng loại châu Á. Chiều ngày 19 tháng 9, đội tuyển U20 Việt Nam đã có trận đấu tập với câu lạc bộ Quảng Ninh. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh. Các cầu thủ U20 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi khi đối thủ của họ sở hữu nhiều cầu thủ kinh nghiệm với mục tiêu đưa bóng đá Quảng Ninh trở lại bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Câu lạc bộ Quảng Ninh là những người kiểm soát thế trận. Đội bóng này có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 sau cú cứa lòng đẳng cấp của Bùi Văn Hiếu. Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã phải nhận thêm một bàn thua nữa sau siêu phẩm sút xa của đội chủ nhà. Những nỗ lực sau đó của đội tuyển U20 Việt Nam được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Hữu Tuấn. Chung cuộc, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước câu lạc bộ Quảng Ninh. Vòng loại U20 châu Á 2025 có 45 đội tham dự và được chia thành 5 bảng 5 đội, 5 bảng 4 đội. Theo điều lệ giải, 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì xuất sắc sẽ giành vé dự vòng chung kết, được tổ chức tại Trung Quốc vào năm sau. Đội tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng với các đối thủ là U20 Syria, U20 Bhutan, U20 Guam và U20 Bangladesh. Các trận đấu tại bảng A do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 9 năm 2024 và diễn ra trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Sáng ngày 13 tháng 9, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Anh Tú đã đại diện thường trực ban chấp hành VFF để gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2025. Việc đặt ra mục tiêu giành vé tham dự vòng chung kết của giải không phải là vấn đề về mặt thành tích, mà quan trọng hơn cả là khi tham dự vòng chung kết, các cầu thủ mới có được cơ hội thi đấu với các đội tuyển hàng đầu châu lục, qua đó mới có thể có được sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Hướng tới mục tiêu này, đội tuyển U20 Việt Nam đã hội quân và rèn luyện từ rất sớm. Đội cũng đã trải qua quá trình tập huấn tại nước ngoài và tham gia các giải đấu giao hữu quốc tế để nâng cao trình độ và kinh nghiệm trước khi bước vào tranh tài tại giải châu Á. U17 Việt Nam hăng say tập luyện, tiền đạo chủ lực đặt mục tiêu lớn. Chiều ngày 19 tháng 9, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đang nỗ lực để tiến bộ hơn mỗi ngày. Toàn đội đều hướng tới mục tiêu chung là giành kết quả tốt nhất và mỗi cá nhân cầu thủ cũng tự đặt ra mục tiêu cho riêng mình. Các cầu thủ cho thấy sự hứng khởi trong từng bài tập. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đặt dấu ấn cả trong chiến thuật lẫn việc nâng cao tinh thần của đội tuyển U17 Việt Nam. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 29 tháng 9, sau đó lên đường sang Nhật Bản để tập huấn và thi đấu cọ sát từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2024. Ngày 10 tháng 10, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự vòng loại U17 châu Á 2025. Trả lời phỏng vấn báo chí trước khi bắt đầu buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Bách cho biết:
cảm nhận là sau mỗi trận đấu thì em sẽ lớn, sau mỗi trận đấu thì mình sẽ cảm thấy mình tốt hơn những trận đấu khác và mình sẽ cố gắng hơn ở những trận đấu tiếp theo. Và nhưng ở giải đấu tiếp theo thì mình có những bài học tốt để chuẩn bị cho giải đấu mới. Em nghĩ là sự truyền lửa và động viên tinh thần của thầy trong trận đấu chỉ đơn thuần là về mặt tâm lý thôi, còn về chiến thuật thì sao? Chiến thuật thì trước trận thì bọn em đã họp chiến thuật trước trận và sau khi ra sân thì bọn em đã làm được. Và thầy sẽ luôn chỉ bảo từng phút giây một ở trên sân à, thì thầy vẫn luôn tập những bài như là phối hợp mà nhỏ à, hay là có những bài phát triển bóng từ sân nhà với những nhiều mã khác nhau hay là những bài best sân tầm cao à, thì bọn em tập hàng ngày được, sẽ bổ sung thêm thể lực vào những cuối buổi, có những cuối buổi hay thường chạy thêm với lại Brandy. Em nghĩ là đội em là sự đoàn kết cả đội trên sân chứ không phải vì một ai đó. Sắp tới mình sẽ thi đấu vòng loại U17 châu Á thì không biết là thầy các ban huấn luyện đã có truyền tải cho mình thông tin về bảng đấu của mình, có sự chuẩn bị như nào? À, chuẩn bị thì bây giờ mình cứ tập trung ở đây trước khi giải đấu. Mình còn có một đợt tập huấn ở bên Nhật thì có rất nhiều trận đấu để thầy có thể đưa ra những biện pháp hay là đội hình mạnh nhất để có thể bước vào giải đấu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội nhận án phạt từ VFF. Tối ngày 15 tháng 9, câu lạc bộ Công an Hà Nội có chuyến làm khách đến sân của Hải Phòng tại vòng 1 V-League 2024-2025. Đáng tiếc cho đoàn quân của huấn luyện viên Polking khi họ đã để đội chủ nhà gỡ hòa những phút bù giờ cuối cùng. Ngay sau trận đấu, chiến lược gia người Đức yêu cầu các học trò của mình vào phòng thay đồ để giáo huấn. Còn ở trong phòng họp báo, ông Polking chia sẻ: "Chúng tôi đã phá bóng quá nhiều ở cuối trận. Đó không phải là lối chơi mà chúng tôi đã chuẩn bị. Không thể vô địch giải đấu này nếu đá như vậy." Bên cạnh trận hòa đáng tiếc trước Hải Phòng, câu lạc bộ Công an Hà Nội còn phải nhận tới 6 thẻ vàng từ trọng tài chính. Do đó, trước vòng 2 V-League 2024-2025, đội bóng này đã nhận án phạt. Cụ thể, theo quyết định kỷ luật số 663 QĐLĐBĐVN, câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt 3 triệu đồng. Ở vòng 2 V-League 2024-2025, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 20 tháng 9. Nhận định bóng đá trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa vòng 2 V-League 2024-2025. Ở trận đấu đầu tiên của vòng 2 V-League 2024-2025, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ gặp Thanh Hóa vào lúc 19h15 tối nay. Ở trận đấu này, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ thiếu vắng đi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh do bị treo giò, trong khi khả năng ra sân của tiền đạo Alan vẫn còn bỏ ngỏ. Với câu lạc bộ Thanh Hóa, đội khách sẽ thiếu vắng ngoại binh Romario khi cầu thủ này bị chấn thương. Mục tiêu của hai đội tại trận đấu tối nay không gì khác là 3 điểm để có chiến thắng đầu tay trong mùa giải mới. Tại vòng đấu đầu tiên, câu lạc bộ Công an Hà Nội mất điểm phút chót khi bị Hải Phòng cầm hòa 1-1, trong khi Thanh Hóa thua ngược Bình Dương dù dẫn trước đối thủ từ hiệp đấu đầu tiên. Với tương quan lực lượng của hai đội hiện tại, câu lạc bộ Công an Hà Nội được đánh giá cao hơn khi các trụ cột hầu hết đang vào guồng, còn những tân binh như Vitao hay Leo Arthur đang thể hiện tốt. Điều mà thầy trò huấn luyện viên Polking còn thiếu là sự tập trung trong những thời điểm quyết định của trận đấu. Về phần Thanh Hóa, huấn luyện viên Popop không ít lần than phiền rằng lực lượng của họ quá mỏng với rất nhiều cầu thủ trẻ. Việc thiếu vắng cả tiền đạo Romario ở cường độ sức tại sân Hàng Đẫy cũng sẽ khiến sức mạnh của đội bóng xứ Thanh bị ảnh hưởng không nhỏ. Trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa sẽ diễn ra vào lúc 19h15 tối nay 20 tháng 9. Trận đấu này sẽ được tổ chức sớm để hai câu lạc bộ có thêm thời gian chuẩn bị cho lượt trận thứ hai cúp C1 Đông Nam Á diễn ra vào giữa tuần sau. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày thứ sáu vui vẻ.